Các mẹ thân mến, bây giờ thì mẹ Thanh Mai đã vào phòng mổ và đây là trang thiết bị của phòng mổ. Lúc đầu thì mình quá là hồi hộp, cũng hơi sợ, nhưng mà khi đi vào đây thì mọi người cũng động viên mẹ Thanh Mai rằng là cái việc mổ nó cần phải tiệt trùng này, cần phải có một cái quy trình như vậy, và khi mà được các bác sĩ dẫn vào đây thì mình thấy rất là yên tâm. Nó xung quanh đây là những cái thiết bị để có thể đáp ứng được cho một cái ca mổ thành công, tiệt trùng an toàn. Và lúc này thì mẹ Mai cũng đã sẵn sàng rồi, chuẩn bị sẽ lên bàn mổ để thực hiện cái thủ thuật để gây tê, sau đó thì là các bác sĩ sẽ tiến hành ca mổ ngay thôi ạ.